Thưa quý vị, thực hiện đề án thành lập mạng lưới đơn vị vệ tinh giai đoạn 2020-2021, trong năm 2020 vừa qua, dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, song Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và các đơn vị vệ tinh đã nỗ lực triển khai, tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật sản khoa cho các bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu. Đây là ca phẫu thuật cắt tử cung được tiến hành tại Bệnh viện Sơn Trà, dưới sự hướng dẫn chuyên môn trực tiếp của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Với phương thức cầm tay chỉ việc, tất cả quy trình thao tác thực hiện phẫu thuật đã được chuyển giao cho các bác sĩ của Bệnh viện Sơn Trà. Thay vì chuyển lên tuyến trên như trước đây, bệnh nhân này đã được phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Sơn Trà. Ca phẫu thuật thành công tạo niềm tin của người bệnh đối với tuyến y tế cơ sở. Được các bác sĩ trên Bệnh viện Phụ sản Nhi đã truyền đạt kinh nghiệm và phẫu thuật, cho nên bản thân tôi hiện tại đã thấy tự tin về những kỹ thuật. Những bước đầu thì sẽ được sự hỗ trợ của Bệnh viện Phụ sản Nhi, và những ca tiếp theo chúng tôi cũng tự tin rằng sẽ làm tốt những công việc đã được học. Sau thành công ca phẫu thuật cắt tử cung đầu tiên tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp tục chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng. Tính đến nay đã có 10 ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Sơn Trà dưới sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Các bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã từng bước thực hiện phẫu thuật một cách độc lập. Tương tự tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng đã có 5 ca phẫu thuật thành công. Khi mà thực hiện cái đề án bệnh viện vệ tinh do Sở Y tế chỉ đạo, thì riêng bản thân tôi thì nó mang lại lợi ích rất là nhiều, vì mình nâng cao được cái trình độ chuyên môn, mà mình cập nhật nhiều kiến thức để phục vụ cho vấn đề điều trị tại cơ quan. Riêng về cái mảng Phụ sản Nhi thì đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành được cái chỉ tiêu là mỗi những trường hợp khó như là bóc u sơ tử cung hay là bóc u nang buồng trứng nội soi hoặc là cắt tử cung toàn phần đã được chuyển giao kỹ thuật rất là tốt. Vì hiện nay các bác sĩ chúng tôi độc lập có thể làm được việc và những công việc đó, và đã tạo được cái niềm tin cho nhân dân trên địa bàn quận khi đến khám những trường hợp. Nếu trước đây là phải chuyển tuyến qua những bệnh viện tuyến trên, thì ở đây Trung tâm Y tế Sơn Trà, đội ngũ bác sĩ chúng tôi đã giải quyết được tất cả những trường hợp đó. Với đơn vị hạt nhân là Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, bây giờ những kỹ thuật sản khoa vốn trước đây chỉ thực hiện tại bệnh viện thì bây giờ đã thực hiện tốt tại hai đơn vị vệ tinh là Trung tâm Y tế Sơn Trà và Liên Chiểu. Không cần phải lên tuyến trên, bây giờ người bệnh có các bệnh lý về sản phụ khoa có thể hoàn toàn yên tâm thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao từ tuyến dưới mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu quả.